chương trình radio Cà Phê Sáng. Chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Những ngọn nến buồn, những ngọn nến vui. Tác giả Hoàng Nhật Tân. Cuộc sống con người nói cho cùng cũng như một ngọn nến. Có ngọn nến buồn, có ngọn nến vui. Đôi lúc tôi nghĩ về những người thân đã khuất, những người bạn tôi quen giờ đã ở thế giới bên kia. Tôi cũng nghĩ về tôi, về những ngọn nến tôi thường châm lên khi cầu nguyện cho họ. Số phận của con người thật muôn hình vạn trạng, như cách mỗi một ngọn nến được sử dụng và duy trì ánh sáng đều rất khác nhau. Hình dạng, màu sắc, chất liệu, mùi hương của cây nến cũng giống như mỗi người có một hình tướng riêng biệt. Mục đích sử dụng của cây nến cũng rất nhiều, giống như mục đích sống của cuộc đời mỗi chúng ta. Có cây nến sinh ra để làm mồi, thắp lên ngọn lửa cho những ngọn đèn khác. Có chiếc nến thắp lên để chiếu sáng, xua đi những khoảng bóng tối đang bao trùm, hay giúp con người ta bớt đi sự sợ hãi mà đi qua những đêm mưa rào sấm sét. Cái khác thì được dùng để thư giãn tinh thần, đa phần được dùng trong cầu nguyện, có khi lại dùng để làm đẹp, làm ấm cho không gian phòng ốc, có lúc dùng để đốt đi những đồ vật khác. Có chiếc nến được dùng để chúc mừng và chia vui, nhưng cũng có những cây nến lại dùng để chia buồn và tạm biệt. Có cây nến được vững vàng nơi giá đỡ, nhưng cũng có những cây phải đứng một mình mà dễ dàng gãy đổ. Có cây nến được bình yên mà cháy hết những gì mà nó có, nhưng có những cây phải đón những cơn gió từ chung quanh, những hạt mưa vô tình từ ngoại cảnh. Điều đó có thể khiến việc cháy sáng gặp khó khăn, thậm chí có khi khiến ngọn lửa kia dễ dàng bị tắt ngấm. Mỗi chúng ta sống trên đời này có khác gì một cây nến đâu. Thử nghĩ xem, khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, ấy là khi ngọn lửa sinh mệnh bắt đầu được thắp lên. Ngọn lửa ấy như tuổi thọ của một con người, có thể kéo dài thật lâu, hoặc có thể chỉ ngắn ngủi được đôi ba năm hoặc vài tháng. Khi ngọn nến ấy đã hết sáp dầu, sợi mắc kia đã nhuốm đầy tàn mội, lửa bỗng lóe lên tia sáng cuối cùng rồi tắt lịm, cũng như cách một người trút hết hơi thở cuối cùng rồi ra đi. Có bao giờ chúng ta tự hỏi ngọn nến của mình đã cháy hết bao nhiêu rồi, và mình sẽ còn cháy được trong bao lâu nữa? Nếu những năm tháng ta sống như một đống lửa được cháy trên ngọn nến cuộc đời, thì ta sẽ cháy vì điều gì? Những câu hỏi thật mơ hồ mà cũng đầy chân thật, và những câu trả lời thì vô tình yên lặng và trông chênh lắm. Đôi khi tôi cảm thấy rằng chúng ta cũng có thể như những ngọn nến kia, cùng giúp nhau sáng lên, cùng xua đi sự tối tăm, sợ hãi đang ngự trị, thắp lên cho nhau những niềm tin vào cuộc đời ở phía trước. Có được không? Có khó không? Có thể. Cuối cùng tôi có nhớ đến một câu như thế này: một ngọn nến có thể thắp sáng cho hàng ngàn ngọn nến khác mà vẫn không bị tàn nhanh hơn. Cũng vậy, hạnh phúc không thể nào bị vơi đi khi chúng ta mang ra chia sẻ. Câu nói có thể là bài học hay nhất mà những ngọn nến ấy đã dạy cho tôi, và tôi rất biết ơn điều đó. Tác giả Hoàng Nhật Tân. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.